Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều. Và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6, chương trình sách cánh diều, bài 6 trang 29. Trong video hôm nay chúng ta sang phần bài tập. Ở đây đối với mỗi bài tập, các em nên bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nhép. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ chúng ta vào phần bài tập. Tính giá trị của biểu thức từ bài tập 1 đến bài tập 5. Đầu tiên bài tập số 1, câu A. Các em nhận thấy biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép trừ và phép cộng. Thì các em sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Ở đây thầy giáo nhắc lại kiến thức cũ là người ta chia các phép tính thành hai nhóm: cộng, trừ và nhân chia. Nếu biểu thức chỉ có các phép tính thuộc một nhóm thôi, tức là thuộc nhóm cộng trừ hoặc là thuộc nhóm nhân chia, thì các em sẽ thực hiện thứ tự các phép tính là từ bên trái sang bên phải. Còn nếu biểu thức có các phép tính lẫn lộn của hai nhóm, tức là có cả cộng trừ và có cả nhân chia, thì các em sẽ thực hiện là nhân chia trước, cộng trừ sau. Ở đây các em nhận thấy câu A này, biểu thức chỉ có các phép tính là cộng trừ. Như vậy các em sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Câu B, biểu thức chỉ có phép tính nhân chia. Như vậy, các em cũng thực hiện thứ tự các phép tính là từ bên trái sang bên phải. Câu C, chỉ có phép tính chia. Như vậy, các em cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 này như sau. Câu A, các em nhận thấy biểu thức ở câu A chỉ có phép trừ và phép cộng. Các phép tính này chỉ thuộc một nhóm, đó là nhóm cộng trừ. Như vậy, các em sẽ thực hiện thứ tự các phép tính là từ bên trái sang bên phải. Tức là đầu tiên, các em lấy 2370, các em trừ đi 179 trước. Được kết quả bao nhiêu, các em mới cộng thêm 21 vào. Rồi các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 2370 trừ đi 179 xem nó bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 2191 không? Rồi tiếp theo là các em cộng thêm 21 vào. 2191 cộng 21 bằng 2212. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Ở câu B này, biểu thức chỉ có phép chia và phép nhân. Như vậy, các phép tính trong biểu thức này nó cũng chỉ thuộc một nhóm, đó chính là nhóm nhân chia. Do đó chúng ta cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên là các em lấy 100 chia 5 trước. Được bao nhiêu thì các em nhân với 4. Rồi các em biết là 100 chia 5 thì bằng bao nhiêu? 100 chia cho 5 thì bằng 20. 20 nhân tiếp với 4 thì bằng 80. Rồi tiếp theo các em sang câu C. Ở câu C này thì biểu thức chỉ có phép chia thôi.
Tức là các phép tính nó thuộc một nhóm, đó là nhóm nhân chia thôi. Như vậy là các em sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự là cũng từ bên trái sang bên phải. 386 chia 18 trước. 386 chia 18 bằng 22. Sau đó các em mới chia tiếp cho 2. 22 chia cho 2 thì bằng 11. Rồi như vậy là trong bài tập này thì các em chỉ cần nắm được là thứ tự thực hiện phép tính thôi. Chỉ có cộng trừ hoặc là chỉ có nhân chia thì các em sẽ thực hiện thứ tự là từ trái sang phải. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 câu E là có phép trừ và phép nhân. Như vậy, biểu thức này có các phép tính lẫn lộn giữa hai nhóm cộng trừ và nhân chia. Thì các em nhớ là các em sẽ thực hiện là nhân chia trước cộng trừ sau. Cụ thể câu A là các em thực hiện phép nhân trước này. Rồi câu B là các em thực hiện phép nhân trước này, phép chia trước này, thực hiện phép trừ sau này. Câu C các em thực hiện nhân chia trước này. Trong cái nhóm nhân chia này thì các em lại thực hiện là từ trái sang phải này. Sau khi thực hiện xong thì các em mới thực hiện các phép tính còn lại sau. Rồi bây giờ các em vào bài tập số 2, câu E. Ở đây có phép trừ, phép nhân. Như vậy là các em nhớ là nhân chia trước nha. Khi biểu thức có các phép tính lẫn lộn cộng trừ nhân chia thì các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. 143 tạm thời giữ nguyên, dấu trừ để nguyên. 12 nhân 5, các em tính trước. 12 nhân 5 bằng 60. Rồi đến đây, các em mới lấy 143 trừ 60 thì nó bằng bao nhiêu? Các em tính xem nó bằng bao nhiêu. 143 trừ 60 thì có đúng là bằng 83 không? Rồi bây giờ mời các em sang câu B nha. Câu B này có phép nhân, phép trừ, phép chia. Rồi, như vậy là lẫn lộn phép tính giữa hai nhóm. Do đó các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. 27 nhân 8 trước, 6 chia 3 trước. 27 nhân 8 thì bằng bao nhiêu? 27 nhân 8 thì bằng 216 này. 6 chia 3 thì bằng 2 này. Sau đó các em mới lấy 216 trừ đi 2 thì bằng 214. Rồi sang câu C. Câu C có cả cộng trừ nhân chia, đủ cả. Như vậy là các em sẽ thực hiện các phép tính là nhân chia trước cộng trừ sau. Trong cái nhóm phép chia và phép nhân này thì các em sẽ thực hiện theo thứ tự là từ trái sang phải. Tức là các em lấy 12 chia 4 trước, sau đó được bao nhiêu thì các em mới nhân với 3. 36 tạm thời các em giữ nguyên, dấu trừ để nguyên. 12 chia 4 trước, 12 chia 4 bằng 3. Rồi sau đó các em mới nhân với 3. Và cộng với 17 thì các em vẫn giữ nguyên này. Rồi chỗ này thì có trừ, nhân, cộng thì các em thực hiện nhân trước này. 3 nhân 3 bằng 9 này. Rồi sau đó với cộng với 17. Lúc này thì chỉ còn phép trừ và phép cộng thôi. Các phép tính lúc này nó chỉ thuộc một nhóm, đó là nhóm cộng trừ. Như vậy là các em sẽ thực hiện theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên lấy 36 trừ 9 trước. 36 trừ 9 thì bằng bao nhiêu? Bằng 27. Rồi sau đó các em cộng tiếp với 17 thì bằng 44. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 3, câu E. Bài tập này có phép nhân, phép cộng và phép nâng lên lũy thừa.
Rồi đây các em nhớ là bao giờ cũng thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, sau đó mới đến nhân chia và cuối cùng mới đến đến cộng trừ. Rồi nâng lên lũy thừa, ở đây là 3 mũ 2, các em tính bằng bao nhiêu? 5 mũ 3, các em tính bằng bao nhiêu? 9 mũ 2, các em tính xem nó bằng bao nhiêu? 3 mũ 2 thì bằng 3 nhân 3. Mũ 2 thì sẽ bằng tích của hai thừa số, 2 thừa số 3, tức là bằng 3 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9. Rồi 5 mũ 3, số mũ là 3, thì sẽ bằng tích của 3 thừa số, 3 thừa số 5. Có nghĩa là 5 mũ 3 thì bằng 5 nhân 5 và nhân với 5. 5 nhân 5 bằng 25. 25 nhân tiếp với 5 thì bằng 125. 9 mũ 2 thì bằng 9 nhân 9 và bằng 81. Đến đây thì biểu thức có phép nhân và phép cộng. Như vậy là các em sẽ thực hiện phép nhân trước và phép cộng sau. 9 nhân 125 bằng 1125. Sau đó các em mới cộng với 81. 1125 mà cộng với 81 thì bằng 1206. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Câu B thì biểu thức này có phép nâng lên lũy thừa này, có phép chia này, phép trừ này. Như vậy là nâng lên lũy thừa trước, sau đó đến phép chia và cuối cùng mới đến phép trừ. 8 mũ 3 thì bằng 8 nhân 8 nhân 8. 8 mũ 3 thì bằng 3 số 8 nhân với nhau, đúng không? Mũ 3 thì sẽ là tích của 3 thừa số. 8 nhân 8 nhân 8 bằng 512. 4 mũ 2 thì bằng 4 nhân 4 bằng 16. 5 mũ 2 thì bằng 5 nhân 5 và bằng 25. Rồi đến đây thì biểu thức có phép chia, phép trừ. Các em thực hiện phép chia trước và phép trừ sau. 512 chia 16, các em tính xem nó bằng bao nhiêu. 512 chia cho 16 thì bằng 32. Rồi sau đó mới lấy 32 trừ đi 25 thì bằng 7, đúng không? Tiếp theo các em sang câu C. Biểu thức này có phép nâng lên lũy thừa, có phép nhân, phép chia, phép cộng, phép trừ. Như vậy là các em cứ thực hiện phép tính là nâng lên lũy thừa trước, sau đó đến nhân chia và cuối cùng mới đến cộng trừ. 3 mũ 3 thì bằng 3 nhân 3 nhân 3, tức là bằng 3 số 3 nhân với nhau. 3 nhân 3 bằng 9, 9 nhân 3 bằng 27. 9 mũ 2 thì bằng 9 nhân 9 bằng 81. 5 mũ 2 thì bằng 5 nhân 5 bằng 25. Họ nhân 9 cộng với 18 chia 6. Đến đây thì các em sẽ thực hiện là nhân chia trước cộng trừ sau. 27 nhân 81 bằng 2187. 25 nhân 9 bằng 225. 18 chia 6 bằng 3. Rồi đến đây chỉ còn phép trừ và phép cộng. Như vậy là các em thực hiện từ trái sang phải. 2187 mà trừ đi 225 thì bằng bao nhiêu? 2187 trừ đi 225 thì có đúng là bằng 1962 không? Rồi sau đó các em lấy 1962 cộng thêm 3 vào thì bằng 1965. Đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo, mời các em sang bài tập số 4, câu E. Đến đây thì biểu thức có thêm dấu ngoặc. Các em nhớ là khi biểu thức có dấu ngoặc thì các em sẽ ưu tiên các phép tính ở bên trong dấu ngoặc
tròn trước, sau đó mới đến dấu ngoặc vuông, và cuối cùng mới đến dấu ngoặc nhọn. Biểu thức này có dấu ngoặc tròn. Như vậy là trước hết mà các em sẽ thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. Các phép tính còn lại thì các em cứ giữ nguyên. Tạm thời ở đây thì các em sẽ thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. Bên trong dấu ngoặc tròn thì có phép trừ và phép nâng lên lũy thừa. Như vậy là các em sẽ thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, tức là các em tính 2 mũ 3 trước. 2 mũ 3 thì bằng 2 nhân 2 nhân 2, tức là bằng 3 thừa số 2 nhân với nhau và bằng 8. Rồi tiếp theo là các em sẽ thực hiện phép trừ ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. Các phép tính còn lại thì tạm thời các em giữ nguyên. Bên trong dấu ngoặc tròn lúc này là 8 trừ 8 bằng 0. 8 trừ 8 bằng 0. Rồi. Tiếp theo là các em sẽ thực hiện phép nhân trước. 6 nhân 0 bằng 0. Đến đây thì chúng ta có 32 trừ 0 bằng 32. 32 cộng với 18. 32 cộng 18 bằng bao nhiêu? Bằng 50. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Câu B này thì chúng ta có 2 dấu ngoặc tròn. Như vậy là các em cứ nhớ là thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. Rồi bên trong dấu ngoặc tròn thứ nhất là có phép nhân và phép trừ. Như vậy là các em thực hiện phép nhân trước. 3 nhân 5 bằng 15. Trừ đi 9. Dấu ngoặc tròn thứ hai có phép cộng và phép nhân. Các em thực hiện phép nhân trước. 2 nhân 3 bằng 6. Dấu ngoặc tròn thứ nhất, các em thực hiện phép trừ. 15 trừ 9 bằng 6. Lúc này ta có 6 mũ 3. Dấu ngoặc tròn thứ hai ta có 1 cộng 6 bằng 7. Lúc này các em nhân với 7 mũ 2. Rồi sau đó cộng với 4 mũ 2. Biểu thức lúc này không còn dấu ngoặc, chỉ có phép nâng lên lũy thừa và phép cộng, phép nhân. Như vậy là các em sẽ thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước. 6 mũ 3 thì bằng 6 nhân 6 nhân 6, tức là bằng 3 số 6 nhân với nhau, bằng 216. 7 mũ 2 thì bằng 7 nhân 7, bằng 49. 4 mũ 2 thì bằng 4 nhân 4, bằng 16. Đến đây thì biểu thức có phép nhân và phép cộng. Các em thực hiện phép nhân trước và phép cộng sau. 216 nhân 49. Rồi các em đặt tính và thực hiện phép tính ra tính nhép xem kết quả bằng bao nhiêu. 216 nhân 49 thì có đúng là bằng 10.584 không? Rồi sau đó các em cộng thêm 16. Kết quả là bằng 10.600. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Câu E. Câu E chúng ta có biểu thức có hai dấu ngoặc, đó là dấu ngoặc tròn và dấu ngoặc vuông. Thì các em nhớ là ưu tiên dấu ngoặc tròn trước, sau đó mới đến dấu ngoặc vuông. Các phép tính còn lại giữ nguyên. Bên trong dấu ngoặc tròn thì các em thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước và thực hiện phép cộng sau. Tức là các em tính 8 mũ 3 trước. 8 mũ 3 thì bằng 3 số 8 nhân với nhau. 8 mũ 3 bằng 8 nhân 8 nhân 8 và bằng 512. Rồi tiếp theo, các phép tính khác giữ nguyên. Các em sẽ thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc tròn trước. Các em lấy 1 cộng với 512 thì bằng 513. Đến đây thì biểu thức chỉ còn lại là dấu ngoặc vuông thôi. Các em sẽ thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc vuông trước. Ở bên trong dấu ngoặc vuông thì chỉ có phép nhân. Như vậy là các em sẽ thực hiện là từ trái sang phải.
Từ trái sang phải, các em lấy 3 nhân 3 bằng 9. Sau đó lấy 9 nhân với 513. 9 nhân 513 bằng bao nhiêu? 9 nhân 513 thì đúng là bằng 4617 không? Rồi cuối cùng là 9234 chia cho 4617 thì chúng ta được kết quả bằng 2. Tiếp theo mời các em sang câu B. Biểu thức câu B này thì có đầy đủ 3 dấu ngoặc là ngoặc tròn, ngoặc vuông và ngoặc nhọn. Các em cứ nhớ là ngoặc tròn trước, sau đến ngoặc vuông và cuối cùng mới đến ngoặc nhọn. Các phép tính còn lại tạm thời các em cứ giữ nguyên. Bên trong dấu ngoặc tròn thì các em thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện phép trừ sau. Phép nhân ở đây là 2 nhân 3 bằng 6. Các phép tính còn lại các em cứ tạm thời giữ nguyên. Rồi sau đó là các em thực hiện tiếp phép trừ ở bên trong dấu ngoặc tròn, 31 trừ 6. Rồi 31 trừ 6 thì bằng 25. Các phép tính còn lại tạm thời các em cứ để nguyên. Đến đây thì biểu thức còn lại dấu ngoặc vuông và dấu ngoặc nhọn, các em thực hiện các phép tính ở bên trong dấu ngoặc vuông trước. Bên trong dấu ngoặc vuông thì các em thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, tức là các em tính 5 mũ 2 trước. 5 mũ 2 thì bằng 5 x 5, tức là bằng 25. Rồi tính 25. Sau đó là các em thực hiện phép nhân, 2 x 25. 2 x 25 bằng 50. Và cuối cùng là các em thực hiện phép trừ, 50 trừ 25 bằng 25. Đến đây thì các em sẽ thực hiện phép nhân ở bên trong dấu ngoặc nhọn là 2 x 25 bằng 50. 50. Rồi lúc này thì biểu thức không còn dấu ngoặc nào cả, có phép trừ, phép cộng và phép nhân. Các em nhớ là thực hiện phép nhân trước, lấy 3 x 25 trước. 3 x 25 bằng 75. Rồi đến đây thì dễ rồi. Các em lấy 76 trừ 50 bằng 26. Sau đó lấy 26 cộng 75 bằng 101. Rồi như vậy là các bài tập từ bài tập số 1 đến bài tập số 5 giúp các em rèn luyện các bước thực hiện phép tính trong một biểu thức. Thì video này nó hơi dài cho nên thầy giáo sẽ chia làm 2 video. Video hôm nay thì các em chỉ làm đến bài tập số 5 thôi. Bài tập từ số 6 đến số 9 thì các em có thể theo dõi ở video tiếp theo. Để xem toàn bộ video về toán lớp 6 sách cánh diều thì các em có thể xem ở phần danh sách phát thầy giáo đặt ở cuối video này. Kết thúc video thì là các em thấy là có một danh sách phát nó hiện lên, và các em bấm vào danh sách phát đó thì các em sẽ xem được tất cả video. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.